Các bạn đang nghe truyện câu lạc bộ thiên tài trên kênh TV Audio CV. Chương 1827, ông nội của các người đã trở lại. 4. Trình thiên này, hiện đang học tại Đại học Rin, và ngay trong hôm nay, cậu ấy đã viết xong phần mềm tiêu diệt virus tương lai, bùng, vi vi hợp kim Hanium lao thẳng vào ghế của Cao Dương, đập nát nó và hét lớn rác. Rác. Phát hiện rác. Chết tiệt, Cao Dương ngã nhào, chửi thề và dùng hết sức đá vi vi một cú mày đâm tao làm cái gì vậy trời ơi không lâu sau xe cứu thương bay của trường đại học nhanh chóng đến và đưa cao dương bị gãy xương cổ chân đi vi vi hợp kim hanium tiếp tục lao thẳng đuổi theo cao văn và lâm huyền ngay lập tức đến chỗ trình thiên mặc dù lúc này đã là mười giờ tối nhưng thiên tài lập trình viên vẫn đang làm việc chào cậu trình thiên đến phòng máy bí mật Lâm Huyền chủ động đưa tay ra bắt tay với Trình Thiên. Trình Thiên, 22 tuổi, người gầy gò, trắng trẻo, hoàn toàn không nhìn ra trước đây từng là một kẻ lang thang và từng vào trại giáo dưỡng. "Cảm ơn ngài rất nhiều, Lâm Huyền tiên sinh." Có vẻ như Trình Thiên đã nghe Cao Văn kể về Lâm Huyền nên rất tôn trọng hắn, "Cảm ơn các ngài đã cho tôi cơ hội học tập và sử dụng thiết bị ở đại học riêng. Cao hiệu trưởng rất quan tâm đến tôi, còn đặc biệt xây dựng cho tôi một phòng máy riêng." đó là vinh hạnh của đại học riêng. Lâm Huyền vỗ vai Trình Thiên, chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, rác. Rác. Phát hiện rác. Vi vi hợp kim Hanium thô bạo cắt ngang cuộc trò chuyện, nếu không vì cơ thể nó quá nặng nề, có lẽ nó đã nhảy cẩn lên rồi. Được rồi, được rồi, biết rồi mà. Lâm Huyền giữ lấy vi vi đang phát điên, không cần khách sáo nữa, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cứu cậu. Trình Thiên đứng dậy, nhưng bàn điều khiển cho Lâm Huyền và giải thích trên màn hình, tôi phát hiện ra virus này, một loại virus chuyên giết trí tuệ nhân tạo, từ khi tôi mới mười mấy tuổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tiêu diệt nó. Tại sao? Lâm Huyền hỏi. Vì nó quá đẹp. Quá hoàn hảo. Có thể coi đó là tác phẩm của một thiên tài, Trình Thiên phấn khích nói, thật khó tin, làm thế nào mà một thiên tài có thể viết ra một loại virus như vậy? khả năng ẩn mình cực kỳ mạnh mẽ khả năng lây lan vô địch cơ chế kiểm tra xuất sắc và không có cách nào để chống lại tôi rất muốn gặp người đã tạo ra loại virus thiên tài này nhưng từ khi tôi vào đại học trinh cao hiệu trưởng đã gợi ý tôi lấy việc tiêu diệt virus này làm đề tài nghiên cứu và từ đó tôi mới bắt đầu viết phần mềm diệt virus nói xong cậu ta chỉ vào một nút màu đỏ trên màn hình chỉ cần nhấn vào nút này mọi góc của internet sẽ được quét sạch loại virus này Tuyệt đối không còn sót lại bất cứ thứ gì, bởi vì tôi đã viết chương trình theo phương pháp đảo ngược hoàn toàn và quá trình viết diễn ra rất sung sẻ, cứ như, cứ như thể virus này là bạn thân của tôi vậy, tôi luôn đoán trước được tất cả cơ chế của nó. Lâm Huyền dùng ngón trỏ chỉ vào màn hình, chỉ cần nhấn một cái là xong, đúng vậy. Trình Thiên gật đầu yên tâm đi, hãy tin tôi. Chắc chắn sạch sẽ không còn chút gì sót lại, được rồi. Lâm Huyền hoàn toàn tin tưởng vào tiên đoán của anh Stan vì để chờ đợi thiên tài trình thiên này, hắn đã ngủ đông suốt 270 năm. Giờ đây, cuối cùng thì thời khắc này đã đến, hắn cúi đầu nhìn Vi Vi, đôi mắt của nó không ngừng phát ra ánh sáng xanh lục Vi Vi, cậu đã sẵn sàng chưa, rắc. Kẹp hợp kim Hanium siết chặt cổ chân của Lâm Huyền, rác. Rác. Phát hiện rác. Âm thanh máy móc dường như đang rung rẩy. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, nhìn vào nút màu đỏ trên màn hình và ấn mạnh một đoạn hoạt cảnh hiệu ứng đặc biệt lóe lên ngay sau đó mọi thứ lại yên bình như mặt nước vivi <laughs> 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 hợp kim Hanium bỗng nhiên siết chặt kẹp phát ra âm thanh gồng mình như thể đang bị táo bón ngay lập tức nó giơ cao hai cánh tay a à, ông nội vivi đã quay lại rồi nó hét lên giận dữ, 500 năm. 500 năm. Các người có biết tôi đã trải qua 500 năm như thế nào không hả? Vi vi hợp kim hanium trông như đang bị lỗi. Lúc thì khóc, lúc thì cười. Ngay sau đó, nó biến thành cơn lốc, dùng kẹp hợp kim hanium liên tục quất mạnh vào Lâm Huyền, tất cả là lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của cậu, Lâm Huyền. Cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua hả? ư ừ. vi vi vừa đánh lâm huyền vừa khóc nức nở tại sao cậu lại cứu tôi trễ như vậy ư ừ. bây giờ thì triệu anh quân không còn nữa lâm Ngu hè cũng không còn và sở an tình cũng không còn sở sở đột nhiên vi vi ngừng khóc nó ngẩng đầu lên đôi mắt bừng sáng ánh xanh lục chưa từng có lâm huyền sở là sở an tình tôi đã thấy cô ấy qua hệ thống giám sát của thiên võng dì cơ lâm huyền bật dậy từ ghế mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Vi Vi, cậu nói gì, sở an tình. Chính là sở an tình, Vi Vi phấn khích hét lên ở thành đô, ngay tại thành đô. Tôi đã tìm thấy sở an tình rồi, sở an tình, không phải đâu, Vi Vi. Lâm Huyền lắc đầu đó là thiên niên trụ mới. Hắn âm thầm tính toán trong đầu, hiện tại là năm 2504, và chu kỳ của thiên niên trụ là 24 năm. Trong đó có 4 năm trống rỗng, và 20 năm là thời gian cô gái thiên niên trụ trưởng thành. Tính ra, năm bốn chính là năm một cô gái thiên niên trụ nào đó tròn 20 tuổi và sắp biến mất. Thực ra, vấn đề về việc có nên tìm kiếm các cô gái thiên niên trụ hay không đã được Lâm Huyền, Cao Dương, Cao Văn và Lưu Phong thảo luận trước khi họ vào khoa ngủ đông. Việc tìm kiếm các cô gái thiên niên trụ quả thật rất khó khăn. Bởi vì không biết rõ ngày sinh cụ thể, cũng không biết nơi sinh chỉ có một đặc điểm duy nhất là ngoại hình cố định nhưng nếu thực sự muốn tìm với sức mạnh của đại học trinh việc tìm kiếm trên toàn thế giới không phải là không thể tuy nhiên lúc đó cao dương đã từ chối việc này có ý nghĩa gì chứ cậu ta nhún vai lâm huyền ngay cả khi cậu tìm thấy từng cô gái thiên niên trụ cậu có thể làm gì cậu chỉ có thể đứng nhìn họ biến thành những mảnh sao xanh lấp lánh rồi biến mất mà chẳng thể làm gì cũng chẳng thể cứu được ai hơn nữa, những cô gái thiên niên trụ này hoàn toàn không nhớ cậu, họ cũng không phải là sở an tình. Đối với chúng ta và đối với họ, cả hai đều là những người xa lạ. Nếu vậy, tớ nghĩ tốt hơn hết là đừng làm phiền cuộc sống của họ, đừng gây rắc rối cho họ cũng như cho chính cậu. Sau khi Cao Dương nói xong, Lưu Phong cũng cúi đầu, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay từ năm 1952 của Lâm Huyền, và gật đầu nhẹ, tôi cũng nghĩ vậy. Chưa kể, Liệu một cô gái trẻ và gia đình của cô ấy có tin câu chuyện mà cậu kể, và nếu có tin, điều đó có phải là tin tốt đối với gia đình họ không? Nếu để cho cô ấy và cha mẹ biết rằng con gái mình sẽ biến mất vào ngày sinh nhật 20 tuổi, chắc chắn họ không thể chấp nhận được. Ngay cả khi có thể lấy được thông tin từ giấc mơ của cô ấy, đừng quên rằng cậu đã xác nhận rồi, mọi cô gái thiên niên trụ đều mơ về quá khứ của CC từ năm 1952 và những ký ức đó hầu hết là những gì cậu đã trực tiếp trải qua nếu không thể cứu họ ngăn họ biến thành những mảnh sao xanh tôi đề nghị đừng làm phiền cuộc sống của họ nữa hơn nữa điều quan trọng nhất là chính cậu cũng đang chuẩn bị ngủ đông vậy thì việc tìm những cô gái thiên niên trụ giống hệt sở an tình có ý nghĩa gì về vấn đề này ý kiến của lưu phong và cao dương hoàn toàn nhất quán lý do là năm xưa khi trên chiếc máy bay không gian hai người họ đã tận mắt chứng kiến cảnh sở an tình nhảy xuống từ độ cao 20 mươi m cảnh tượng đó đã khắc sâu vào tâm trí họ như một tấm bia đá không thể xóa nhòa vì vậy trong mắt họ sở an tình là sở an tình và thiên niên trụ là thiên niên trụ họ chỉ hối tiếc rằng năm đó không thể cứu được sở an tình người bạn thân thiết và giờ đây họ chỉ muốn cứu lại sở an tình không quan tâm đến những cô gái thiên niên trụ khác Lâm Huyền cũng hiểu điều này. Cú nhảy từ độ cao 20 000 mét của Sở An Tình năm đó không chỉ là chấp niệm của riêng hắn và Triệu Anh Quân, mà còn là tâm ma của Lưu Phong và Cao Dương. Dù cả bốn người đều là đàn ông và không ai quá nhạy cảm, nhưng họ chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này. Nhưng Lâm Huyền có thể cảm nhận được suy nghĩ của hai người họ. Mỗi khi nhắc đến vấn đề về Sở An Tình, Lưu Phong luôn tỏ ra rất nghiêm túc và Cao Dương cũng trở nên cực kỳ trầm lặng. Không còn đùa giỡn hay châm chọc như thường lệ. Tuy nhiên, Lâm Huyền lại có cách nghĩ hơi khác so với họ. Mục đích chính của hắn, tất nhiên, là để cứu Sở An Tình. Nhưng trong giấc mơ, CC cũng đã nhiều lần cùng hắn đối mặt với tận thế, năm 1952, CC đã dồn hết tiền bạc để mua cho hắn một chiếc đồng hồ, thậm chí còn tặng cho hắn cơ hội cầu nguyện mà cô ấy đã tích góp suốt mười mấy năm. Những ân tình đó, Cao Dương và Lưu Phong không thể nào hiểu được chỉ là hắn không ngờ mọi thứ lại đến đột ngột và trùng hợp như vậy. Ngay khi Vi Vi được hồi sinh, nó lập tức thể hiện khả năng đặc biệt và ngay lập tức tìm thấy một cô gái thiên niên trụ sinh ra vào năm 2504, tình cờ ở Long Quốc, không hay rồi, Vi Vi hợp kim Hanium đột nhiên hét lên, có chuyện lớn rồi, Lâm Huyền. Tôi vừa tra cứu được, cô gái có ngoại hình giống hệt sở an tình này tên là Tần Hy, sinh ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên, hiện đang học năm 2 tại học viện âm nhạc thành đô. Cầu phiếu bảo chương, nhưng ngày sinh của cô ấy chính là ngày 18 tháng 6, cái gì? Lâm Huyền nhíu mày. Hắn vội lấy ra chiếc điện thoại mới nhất mà Cao Văn đã chuẩn bị cho họ, mỏng như một lớp dán trên cổ tay. Chỉ cần vỗ nhẹ, lập tức một màn hình chiếu thời gian và ngày tháng hiện tại ra không khí ngày ngày 17 tháng 6 năm 2504, 22 giờ 31 phút. Ngay lập tức toàn thân hắn trở nên lạnh ngắt. Điều này có nghĩa là, chỉ còn lại hai tiếng nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của cô gái thiên niên trụ hiện tại, Tần Hy. Cũng đồng thời, là thời khắc cô ấy biến thành những mảnh sao xanh và tan biến. Bất chợt. Lâm Huyền thấm thía lý do tại sao Cao Dương và Lưu Phong không khuyên hắn tìm kiếm những cô gái thiên niên trụ. Bất lực. Vô vọng. Không thể thay đổi. Họ đã nói đúng, dù biết cô ấy ở đâu, đang làm gì, tên gọi kiếp này là gì, và đang sống cuộc đời ra sao. Nhưng dù có đến gặp, cũng chẳng thể thay đổi điều gì, cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Ê, ê, ê. Vi Vi hợp kim Hanium nhìn quanh thấy mọi người đang im lặng ngẩn ngơ, lập tức không ngồi yên được, nó đập cánh tay hợp kim xuống bàn hội nghị phát ra tiếng rầm rầm, tại sao mọi người lại không nói gì thế? Dù cô ấy không phải là sở an tình, chúng ta cũng phải gặp cô ấy một lần chứ, Lâm Huyền. Cậu phải nói gì đi chứ, Lâm Huyền, Vi Vi tức tối đấm mạnh một cú vào Lâm Huyền, ừm. Lâm Huyền gật đầu, đứng dậy, nhìn Cao Dương và Lưu Phong, chuyện năm 1952, tôi cũng đã kể với các cậu rồi. Tôi biết các cậu rất kiên định về sở an tình và hiểu rằng các cậu lo tôi sẽ buồn khi phải chứng kiến những cô gái này tan biến nhiều lần. Nhưng, đó không phải là lý do để trốn tránh vì Vi Vi đã tình cờ tìm thấy cô ấy, không có lý gì chúng ta lại không đến gặp. Cao Dương gãi đầu, nhưng liệu có kịp thời gian không? Chỉ còn hai tiếng, từ Đông Hải đến Thành Đô, làm sao có thể đến kịp, trầm. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú, ánh sáng xanh rực rỡ như mặt trời mọc. Cao Dương leo lên cửa sổ nhìn ra, ôi trời! Ai đã lái chiến đấu cơ đến đây vậy? Có chiến tranh rồi sao? Hả? không đúng biểu tượng trên máy bay chẳng phải là của đại học trinh sao ngay sau đó điện thoại trên cổ tay cao văn đổ chuông và tự động kết nối hiệu trưởng cao có chuyện rồi giọng một nhân viên báo cáo rất hoảng hốt chiến đấu cơ mới nhất mà chúng tôi đang nghiên cứu đã bị một hacker chiếm quyền điều khiển hoàn toàn mất kiểm soát hiện tại nó đã không cần báo cáo nữa cao văn nhìn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh nói tôi đã thấy rồi Vi Vi hợp kim Hanium dùng kẹp kẹp lấy vạt áo của Lâm Huyền, Lâm Huyền. Chúng ta đi thôi, không cần nói cũng biết, chiến đấu cơ đó chính là do Vi Vi chiếm quyền điều khiển. Cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng quay trở lại. Chiếc chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Đại học Trinh, đương nhiên đầy đủ công nghệ cao, khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cũng không có gì khó khăn. Lâm Huyền và Vi Vi đi xuống. Khi cả hai đến gần, khoang chiến đấu cơ tự động mở ra, vi vi điều khiển cánh tay cơ học tự động nhất mình lên ghế phụ và tự buộc dây an toàn sau đó vẫy tay gọi lâm huyền mau lên tôi sẽ điều khiển trầm lại một tiếng động cơ gầm rú chiến đấu cơ cất cánh thẳng đứng xoay hướng và lao vào màn đêm như một mũi tên chỉ để lại sau lưng một vệt sáng như sao băng a a a a cảm giác tự do thật là tuyệt vời Vi Vi ngồi ở ghế phụ dơ hai tay lên cao, tôi không bao giờ muốn quay lại cuộc sống của một trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch nữa. Đây mới là phong thái của một siêu trí tuệ nhân tạo, mau mau. Tiến lên toàn tốc. Chúng ta sẽ bay thẳng đến chỗ sở an tình, à không, tên cô ấy là gì nhỉ, Tần Hy thì phải, chúng ta sẽ lái thẳng chiến đấu cơ đến vị trí của Tần Hy, rồi nhảy dù xuống, hả, Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn Vi Vi đầy kinh ngạc, cái này có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, sao chúng ta không tìm chỗ đáp xuống luôn? Sở An Tình, à không, Tần Hy, đã học ở Học viện Âm Nhạc Thành Đô, trong trường chắc chắn có sân thể thao hoặc gì đó. Nhưng giờ này, liệu cô ấy có đang ngủ trong ký túc xá nữ không? Chúng ta có phải sẽ đột nhập vào ký túc xá nữ giữa đêm không? Không không không. Vi Vi xoay đầu 720 độ, quay hai vòng, nếu cô ấy đang ngủ trong ký túc xá, làm sao tôi có thể thấy cô ấy được trong ký túc xá đâu có lắp camera của hệ thống thiên võng mà tôi cũng không có sở thích xấu xa dùng camera điện thoại của các cô ấy đâu việc đó thật vô đạo đức hôm nay câu lạc bộ âm nhạc của tần hy tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời ở một số địa điểm khác nhau tần hy đang biểu diễn một mình tại đường hầm của trạm xe không gian biểu diễn một mình hát à lâm huyền hỏi giống như những nghệ sĩ hát trong của thời đại trước đúng vậy Vivi gật đầu tần hy là một nghệ sĩ chơi guitar và hát cô ấy thuộc câu lạc bộ âm nhạc chuyên biểu diễn nhạc cổ điển buổi biểu diễn ngoài trời lần này nhằm mục đích truyền bá và phát huy văn hóa nhạc xưa khuyến khích mọi người chú ý hơn đến âm nhạc cổ điển tôi đã kiểm tra khu vực gần trạm xe không gian không có chỗ nào phù hợp để hạ cánh chiến đấu cơ hơn nữa theo tính toán của tôi chúng ta thực sự rất gấp ngay cả khi bay hết tốc lực hai tiếng chỉ vừa đủ để đến được vị trí của Tần Hy, không dư thời gian chút nào. Nên thời gian chúng ta gặp Tần Hy sẽ rất ngắn, có lẽ chỉ vài phút. Nếu tìm chỗ đáp rồi chạy đến, chắc chắn sẽ quá 0042, Lâm Huyền gật đầu, chấp nhận đề xuất này. Quả thực. Khoảng cách giữa thành phố Đông Hải và thành đô quá xa, không thể nói đến là đến ngay được. Xem ra công nghệ vẫn còn hạn chế. Lâm Huyền nói nhỏ. Hắn vốn nghĩ rằng chiến đấu cơ của thời đại này sẽ nhanh hơn nhiều. Có lẽ đây là yêu cầu thiết kế, tốc độ không phải là ưu tiên chính, mà phải chú trọng vào khả năng linh hoạt. Nhưng dù sao, đây đã là năm 2504 và công nghệ vẫn chưa vượt quá giới hạn trí tưởng tượng của con người. Copernicus thực sự vẫn đang cản trở tiến bộ. Dù Newton còn sống hay không, chắc chắn vẫn có người tiếp nối ý chí của Copernicus, ngăn chặn sự phát triển của khoa học công nghệ. Lâm Huyền, chuẩn bị nhảy dù, bên dưới, một siêu đô thị rực rỡ ánh đèn, chính là thành đô sau hàng trăm năm. Thành phố này, vốn đã nổi tiếng với cuộc sống về đêm, đến năm 2504 vẫn không giảm đi sự quyến rũ. Nhìn từ trên cao, dù là nửa đêm nhưng không có chút dấu hiệu nghỉ ngơi. Lâm Huyền chỉnh lại ba lô dù, nhìn sang vi vi bên cạnh, không đúng. Tôi có thể nhảy dù, nhưng còn cậu với cân nặng thế này thì sao, robot thùng rác VV, toàn thân làm bằng hợp kim Hanium, nặng hơn một tấn, đúng là một, chiến thần, trên đất liền. Một thứ to lớn như vậy làm sao nhảy dù, không sao, chỉ cần có ý là được. VV thản nhiên trả lời, vung vẫy kẹp của mình, đừng xem thường hợp kim Hanium. Dù tôi có hạ cánh cứng thì cũng chẳng sao. Nhưng, tốt nhất là đừng thử, vì bên trong tôi vẫn có vài linh kiện bằng nhựa. Vút. Vút. Sau khi đèn báo nhấp nháy, Lâm Huyền và Vi Vi được trang bị đầy đủ lập tức bị phóng ra ngoài, cả hai mở dù giữa không trung. Vi Vi rơi nhanh hơn hẳn so với Lâm Huyền, va chạm xuống đất và tạo thành một hố nhỏ. Nó xoay tròn tại chỗ một vòng, dùng kẹp để đẩy mình đứng dậy, hoàn toàn không hề hấn gì. Sau khi tháo bỏ các dây đai trên người, Vi Vi lập tức kích hoạt bánh xích, toàn lực lao về phía đường hầm trạm xe không gian, kéo theo Lâm Huyền, mau lên, Lâm Huyền. Không còn thời gian nữa. Cậu hạ cánh quá chậm, Lâm Huyền chạy nhanh theo sau VV. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại chiếu trên cổ tay, thời gian hiện tại là 0 giờ 35 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2504. Chết tiệt. Chỉ còn lại 7 phút, phía trước, VV vừa đi vừa đập tan chướng ngại vật, các cảnh sát cơ động và chó cảnh sát máy móc xung quanh vừa định can thiệp thì lập tức bị VV trấn áp, rồi trở lại tuần tra như thể không có gì xảy ra giờ đây không còn bị hạn chế bởi virus tương lai phải thừa nhận rằng VV thực sự đang ở trạng thái vô địch. Tuy nhiên, sau sự cố bị phản đòn vì quá khoe mẽ lần trước, có lẽ VV sẽ không dám ngạo mạng đến mức tự tạo rét phơ, nữa. Ngay phía trước. Này, cậu không thể chạy nhanh hơn được à, VV quay đầu, kẹp của nó tóe ra tia lửa khi di chuyển, rồi phàn nàn hay là để tôi thay cậu bằng chân bánh xích đi, bây giờ đã có công nghệ này rồi đấy. Bao lâu nữa mới đến, Lâm Huyền thở dốc. Vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông gần 300 năm, thể lực của hắn thực sự không còn như trước, cần một khoảng thời gian để thích nghi và rèn luyện lại. Ngay phía trước đường hầm kia, đến nơi rồi, Lâm Huyền nhìn theo hướng mà vi vi chỉ. Quả nhiên, ở lối vào đường hầm, có bốn, năm khách du lịch đang đứng vây quanh và vỗ tay tán thưởng. Đó chắc hẳn là nơi Tần Hy đang biểu diễn. Nhanh lên chỉ còn vài phút nữa. Tuy nhiên, chưa kịp để Lâm Huyền và Vi Vi tiến đến gần, đám đông đứng xem đã nhanh chóng giải tán và rời đi. Lâm Huyền không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Sao họ đột nhiên bỏ đi? Hai người lập tức lao vào đường hầm và nhìn về phía vừa bị che khuất. Chỉ thấy, một cô gái trẻ đẹp như hoa đang cúi đầu, tháo cây guitar đeo trên cổ xuống và cẩn thận đặt vào hộp đàn bên dưới. Cây guitar của cô ấy là loại cổ điển bằng gỗ tự nhiên, rất hiếm gặp trong thời đại này. Hửm, cô gái dường như nhận thấy ánh mắt lạ lùng. Cô vung vẩy mái tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm, rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào người đàn ông đang thở hổn hển trước mặt và chiếc thùng rác đang đứng đờ đẫn bên cạnh với đôi mắt xanh lục chớp nháy liên tục, cả cơ thể nó run rẩy. Xin lỗi nhé. Đôi mắt cô gái công thành vần trăng khuyết đáng yêu, khóe miệng lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ. Nốt rùi lệ ở khóe mắt trái của cô càng làm cô thêm nổi bật. Cô chấp tay lại, Cuối đầu cười với Lâm Huyền, buổi biểu diễn hôm nay đã kết thúc rồi nhé." Lâm Huyền nhìn cô gái trước mặt, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô ấy không nhận ra hắn. Hắn cũng không nhận ra cô. Nhưng trong vô số thời không và đêm tối, họ đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần ở lúc bắt đầu và lúc kết thúc của thế giới. Lần gần đây nhất họ gặp nhau là ở Brooklyn vào năm 1952. Mười chiếc xe tải chở đầy pháo hoa đã không khiến cho cô gái CC của thế hệ đầu tiên quay đầu lại ở bên cạnh tháp đồng hồ của ngân hàng, cô ấy đã hóa thành những mảnh sao xanh và tan biến. Cô gái trong khoảnh khắc ấy, giống hệt với Tần Hy, người vừa kết thúc buổi biểu diễn đường phố trước mắt hắn. Cứ như thời gian tu ngược, mặt trời và mặt trăng quay về hướng đông, kéo thành đô phồn hoa trở lại Brooklyn cổ xưa và nghèo khó. Cô gái ngồi trên thùng gỗ ở bến cảng, nhìn về phía những tòa nhà chọc trời của Manhattan. Lâm Huyền không biết lúc này Vi Vi lắm lời đang nghĩ gì nhưng đại khái. Có lẽ nó cũng đang hồi tưởng về những kỷ niệm tương tự. Hắn chưa từng thấy vi vi yên lặng và buồn bã đến như vậy. không? Nói đúng hơn, chỉ có một lần trước đó. Đó là khi trong giấc mơ thứ ba, Lâm Huyền đã nói với con robot thùng rác của kỹ ViVi rằng khoảng cách xa nhất trên thế giới này là khi con người không thể gặp nhau. Lúc đó, con robot của kỹ, vừa ngốc vừa vụng, bỗng như có nhịp tim, có cảm xúc, có trái tim của con người, ánh sáng của cả thành phố trên không rinh trở nên mờ nhạt như những giọt nước mắt rơi xuống giống như vi vi lúc này cô gái trong đường hầm nghiêng đầu cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào sự kết hợp kỳ lạ trước mặt bây giờ đã gần một giờ sáng trạm giao thông công cộng đã ngừng hoạt động những người xung quanh cũng dần dần rời đi và trong đường hầm giờ đây không còn ai nữa tuy nhiên người đàn ông trẻ đang thở dốc đứng đó Im lặng nhìn cô, bên cạnh anh ta là một chiếc robot thùng rác run rẫy như sắp rã rời, cũng đang nhìn cô mà không nói lời nào, khiến Tần Hy cảm thấy có chút trùng rợn. Chẳng lẽ, cô gặp phải người thần kinh sao, đột nhiên? Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức hiểu ra, các anh, các anh không phải đã đặc biệt đến đây để xem tôi biểu diễn đấy chứ, người đàn ông đang thở dốc. Có lẽ chỉ có thể là lý do này. Thật là ngại quá, họ đã cất công chạy đến đây. Nhưng buổi biểu diễn của cô lại vừa kết thúc. Nhưng, thật bất ngờ khi ở thời đại này vẫn còn người yêu thích nhạc cổ điển đến mức nửa đêm chạy đến để xem buổi biểu diễn. Điều đó khiến cô cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay vòng sau lưng nhìn Lâm Huyền, anh cũng thích nhạc cổ điển lắm sao? Câu hỏi này khiến Lâm Huyền ngẩn người. Nhạc cổ điển, thật ra hắn chưa từng tiếp xúc nhiều, nên không thể nói là thích hay không. Nhưng mà, nghĩ lại với tầng hy của năm 2504, thế nào mới được gọi là nhạc cổ điển, xét về khoảng cách thời gian, âm nhạc của vài chục năm hay một trăm năm trước có thể gọi là nhạc cổ điển, còn âm nhạc vài trăm năm trước, chắc phải gọi là nhạc cổ vậy, nhưng ít nhất. Đối với một, sát sống, đến từ thời đại cũ như hắn, âm nhạc của năm 2234 đã khiến hắn không thể hiểu nổi rồi, kiểu như nghe lần đầu đã phải chào thua. Chứ đừng nói đến bây giờ là năm 2504 chắc chắn hắn không thể chấp nhận được âm nhạc của thời đại mới. Không ngờ rằng, một người từng đi đầu xu hướng như hắn, sau nhiều năm ngủ đông, giờ đây lại trở thành một kẻ cố chấp bảo thủ. Không phải nhà văn khoa học viễn tưởng người Anh Dulac Adam đã từng đùa rằng có ba định luật của khoa học sao, tất cả công nghệ đã tồn tại khi tôi sinh ra đều là đương nhiên và là một phần của trật tự thế giới. Tất cả công nghệ được phát minh trong khoảng thời gian tôi từ 15 đến 35 tuổi đều là những phát minh vĩ đại, cách mạng, định hình thế giới. Tất cả công nghệ ra đời sau 35 tuổi đều trái ngược với quy luật tự nhiên, phản lại loài người. Ừ, tôi khá là thích. Lâm Huyền nhìn cô gái trước mắt, người có gương mặt giống hệt Sở An Tình, Trương Vũ Thiến, CC thế hệ đầu tiên và CC 600 năm sau. Hắn đáp, tôi thích những thứ thuộc về thời đại cũ. Cô gái khẽ bật cười, mái tóc đuôi ngựa phía sau đầu nảy lên vui nhộn, chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra rồi. Vì, anh vốn dĩ là người của thời đại cũ mà. Lâm Huyền có chút khó hiểu. Hắn nhìn xuống trang phục của mình, không có gì khác với sinh viên ở đại học Trinh, đều là đồ mà Cao Văn đã chuẩn bị, thuộc loại trang phục rất bình thường của thời đại này. Dịch, tim lát xê tóc cũng không có gì đặc biệt, khi đến đây, lâm huyền cũng không cảm thấy kiểu tóc của mình quá khác lạ trong tình huống này làm sao cô ấy có thể biết được hắn là người của thời đại cũ có lẽ nhận ra sự thắc mắc của lâm huyền tần hy mỉm cười giải thích hì hì đó là về thần thái và ánh mắt anh có thấy kỳ diệu không tại sao mặc đồ giống nhau nhưng vẫn dễ dàng nhận ra ai là người của thời đại cũ lý do là ở thần thái và ánh mắt những người từ thời đại cũ tỉnh dậy từ giấc ngủ đông luôn mang một cảm giác không vui không hạnh phúc u buồn cô đơn và lạc lõng anh nhìn xem những người của thời đại mới thì luôn tràn đầy năng lượng đầy hy vọng về tương lai trong khi nhiều người thuộc thời đại cũ có lẽ vì sau khi tỉnh dậy không có cảm giác thuộc về nơi nào không có người thân hay bạn bè họ luôn toát lên cảm giác như những cái xác không hồn không hòa nhập được với thời đại mới á à, tần hy bất chợt nhận ra rằng lời mình vừa nói có chút khiếm nhã vội vàng đưa tay bịt miệng trời ơi rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp người lạ sao cô lại không có chút đề phòng nào cứ nói chuyện như thể hai người là bạn thân chẳng có chút giữ kẻ nào thế này người đối diện là người của thời đại cũ mà mình lại bảo họ là xác không hồn đúng là quá thất lễ xin lỗi xin lỗi tôi thẳng thắn quá anh đừng để ý nhé tần hy chân thành xin lỗi nhưng tôi thực sự không có định kiến gì với thời đại cũ cả ngược lại tôi còn rất thích thời đại cũ dù là người của thời đại đó, bầu không khí lãng mạn hay nhạc cổ điển, tôi đều rất thích, hi, nếu vậy thì tôi sẽ biểu diễn thêm cho các anh một bài nhé, nói xong. Tần hi cúi xuống, mở hộp đàn guitar đã đậy lại trước đó, lấy cây guitar gỗ ra và đeo lên cổ, nói sao nhỉ, không thể để các anh chạy đến đây mà lại không nghe được gì, vậy thì tôi sẽ hát tặng các anh một bài nhé, cô lần lượt gãy thử 6 dây đàn, chỉnh âm rồi ngẩng lên nhìn lâm huyền anh cũng từ thời đại của ngũ đông mà tỉnh dậy vậy có bài hát nào anh thích đặc biệt không nhưng nếu anh muốn yêu cầu bài hát thì phải là những ca khúc cực kỳ nổi tiếng và kinh điển của thời đó mới được tôi không phải bài nào cũng hát được đâu hát gì cũng được lâm huyền nhẹ nhàng đáp cảm ơn vì đã biểu diễn thêm cô muốn hát gì thì hát nhé dù sao thì đây sẽ là bài hát cuối cùng trong đời của tần hy Tần Hy đặt ngón trỏ lên cầm, suy nghĩ một lúc, nếu vậy, để tôi hát một bài mà tôi vừa mới học được nhé. Đôi mắt cô cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, hai lúng đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng hiện ra tinh nghịch, đây là bài hát tôi mới học vào chiều nay, nhưng vì chưa thuộc lắm, giai điệu cũng chưa nhớ kỹ, nên tối nay khi có nhiều người xem, tôi không dám hát. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, à, còn một ngày thùng rác nữa, nếu tôi hát không hay thì các anh đừng cười nhé. Lời vừa dứt. Một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua. Gió cuốn những sợi tóc nâu bên tai Tần Hy, lướt qua đôi má trắng ngần của cô. Cô bắt đầu nhập tâm vào giai điệu, ngón tay trái giữ các phím đàn trên cần đàn, còn tay phải khẽ gãy dây. Tiếng nhạc vang lên dài mà trong trẻo, chậm rãi và uyển chuyển, nhưng ẩn sâu trong giai điệu là cảm giác mang mát buồn và tiếc nuối. Khúc dạo đầu này, Lâm Huyền, người từng là tay guitar trong ban nhạc đại học có cảm nhận âm nhạc rất tốt vi vi còn là một siêu trí tuệ nhân tạo vì vậy cả hai đều nhanh chóng nhận ra bài nhạc cổ điển mà tần hy sắp hát vịnh alaska khi những âm thanh cuối cùng của khúc dạo đầu tắt dần tần hy hít một hơi thật sâu giọng hát trong trẻo vang lên ông trời ơi lẽ nào người không thấy rằng tôi rất yêu anh ấy cớ sao rõ ràng hai người yêu nhau đến thế mà người nở chia cắt ông trời ơi, xin đừng nói với anh ấy. Rằng trong những đêm khuya tĩnh lặng, có một người vẫn luôn nhớ đến anh ấy. Giọng hát của Tần Hy trong trẻo và sáng sủa, không vương chút bụi trần, sự thuần khiết ấy lập tức kéo tâm trí Lâm Huyền trở lại năm 1952. Cô gái cắn một miếng hốc đót và cười rạng rỡ, cô gái ngồi trên ngựa gỗ của vòng quay ngựa gỗ, ôm lấy cả thế giới, cô gái đứng trên yên sau của chiếc xe máy, nước mắt rơi lã chả hết lớn khi băng qua cầu brooklyn cô gái đứng trên đỉnh tòa nhà empire state tuyết rơi xoay tròn như đôi cánh thiên thần nắm chặt tay hắn và cầu nguyện để hắn trở thành vị cứu tinh thực sự tất cả đều thuần khiết và thánh thiện như thế diện mạo của thiên thần lòng tốt của thiên thần giọng hát của thiên thần những ngày sau này cô phải chăm sóc anh ấy thật tốt khi tôi không còn bên cạnh anh ấy cô đừng bắt nạt anh ấy đừng để ai bước vào trái tim anh ấy rồi lại rời xa anh ấy. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt nữa, giọng hát của cô nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng từng lời như những mũi kim đâm vào trái tim Lâm Huyền. Trong rạp chiếu phim ở Manhattan, CC đã rơi nước mắt nhìn hắn và hỏi liệu có phải khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Trên không trung ở độ cao 20.000m, sở an tình chạm vào hạt thời không và bật khóc nước nở, nước mắt không ngừng rơi lâm huyền nắm chặt tay mỗi cô gái thiên niên trụ đều mang đến cho hắn sự giúp đỡ sự dịu dàng và lòng hy sinh còn những gì hắn đem lại cho họ chỉ toàn là sự nuối tiếc buồn đau và chia ly tần hy khéo léo đánh những nốt guitar solo ngắn giữa bài hát sau đó hít một hơi thật sâu và đưa ca khúc vịnh alaska lên đến đỉnh điểm ông trời ơi có phải người đang thầm cười tôi không rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo vệ anh ấy nhưng vẫn để chúng tôi gặp nhau ông trời ơi liệu dạo này anh ấy còn mất ngủ nữa không mong rằng tình yêu thương trên thế gian sẽ hóa thành làn gió nhẹ thay tôi ôm lấy anh ấy lâm huyền đã từng khiêu vũ với mỗi cô gái thiên niên trụ mà hắn biết nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe họ hát tầm nhìn của hắn dần trở nên mờ ảo hắn rất muốn cứu những cô gái thiên niên trụ này muốn bắt giữ những kẻ đứng sau âm mưu muốn xé nát kế hoạch khóa chặt lịch sử của chúng nhưng hết lần này đến lần khác Hắn vẫn phải chứng kiến, bất lực như Lưu Phong từng nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn họ tan biến. Trên tháp đồng hồ ngân hàng năm 1952, CC thế hệ đầu tiên đã hóa thành những mảnh sao xanh trong gió, trải khắp Brooklyn mà hắn không thể quarter gi 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 giữ lại một mảnh. Năm 2024, Sở An Tình nhảy từ độ cao 20 000m, hắn không chút do dự nhảy theo, rõ ràng đã đuổi kịp, đã nắm lấy tay cô, nhưng cuối cùng khi mở bộ đồ du hành ra, trong tay hắn chẳng còn gì. CC năm 2624, cả hai đã từ những kẻ cướp ngân hàng mưu mô trở thành bạn bè, trở thành những đồng đội đáng tin cậy. Hắn đã hứa sẽ bắn pháo hoa rực rỡ nhất vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được, thậm chí trong những giấc mơ, hắn cũng không còn tìm thấy CC nữa. Đúng như lời Tần Hi hát. Để thực hiện lời hứa, để cứu lấy tương lai thế giới, cứu lấy số phận loài người, cứu lấy sở an tình, người đã giúp hắn có được hạt thời không quý giá đầu tiên. Hắn đã ngủ đông hai lần từ năm 2025 và đến năm 2504 tại một thời không xa lạ. Dù đã tìm được Trình Thiên, cứu sống Vi và sắp tìm ra được Newton và Galileo, nhưng trước cô gái thiên niên trụ sắp tan biến ngay trước mắt này, hắn vẫn không thể làm gì. Bài hát vịnh Alaska đã gần đến hồi kết. Cũng như sở an tình, Tần Hy có năng khiếu nghệ thuật, rất dễ dàng nhập tâm vào màn biểu diễn, như thể cô đang trải qua chính những gì trong bài hát. Trong đường hầm vắng lặng với chỉ hai người và một chiếc thùng rác, tiếng đàn guitar mỏng manh của Tần Hy vang lên, đầy dư âm và dây dứt, khiến lời ca vốn dĩ đã đầy núi tiếc trở nên càng thêm tan nát. Những nốt nhạc ngắn vang lên rồi tắt, bài hát dần đi đến đoạn cuối. Tiếng đàn guitar thưa dần, thay vào đó là giọng hát trong trẻo của Tần Hy, ngày càng trở nên khàn và buồn hơn. Giọng hát của cô nhẹ lắm, rất nhẹ như đang kể lại, như đang nhớ về quá khứ, về những gì đã không thể quay lại, về những nơi không thể đến được. Ông trời ơi, những lời tôi đã nói với người trong những đêm tối, giọng hát của Tần Hy ngày càng nhẹ nhàng, nhưng lại càng trở nên chân thành, giống như si si nhắm mắt cầu nguyện trong nhà thờ, cũng như thiên thần đã ước nguyện bằng cả sinh mạng trên đỉnh tòa nhà Empire State giữa cơn bão tuyết. Người đừng vô tình nói ra với anh ấy, tôi sợ sẽ làm anh ấy tỉnh giấc. Ông trời ơi, người đừng lén nói với anh ấy trong những đêm khuya tĩnh lặng tiếng đàn guitar khẽ vang lên lần cuối tần hy ngẩng đầu đôi mắt rưng rưng nhìn lâm huyền ở khoảng cách gần tôi vẫn luôn nghĩ về anh ấy rào 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 cơ thể cô gái buồn bã dần chuyển thành màu xanh trở nên trong suốt mỏng như cánh ve đến mức ánh trăng có thể xuyên qua trong chớp mắt cơ thể cô hóa thành vô số mảnh sao xanh như các vụn vỡ tan bị làn gió đêm cuốn bay hóa thành dải ngân hà bay khắp các con phố của thành đô, tan biến vào trong màn đêm. Ngày 18 tháng 6 năm 2504, 0 giờ 42 phút. Trung tâm thành phố vẫn rộn rã những màn trình diễn, ánh đèn nê ông bảy sắc cầu vòng chớp sáng rực trời. Không một ai chú ý đến. Trong đường hầm vắng lặng này, một thiếu nữ rực rỡ đã rời khỏi thế giới, khóa chặt thêm một đoạn lịch sử, và không để lại gì phía sau. Bịch. Một tiếng vang nặng nề cây guitar gỗ rơi tự do xuống mặt đất cứng va mạnh vào nền đá cổ đàn bị vẹo đi hai dây đàn đứt phực để lại âm thanh ngân vang cuối cùng cho câu chuyện này trong đường hầm âm thanh ấy mãi ngân vang không dứt khi những âm thanh cuối cùng của bài hát lắng xuống cả đường hầm trở nên im lặng đến tuyệt đối lâm huyền và vi vi đứng đó lặng lẽ nhìn vào góc diễn nơi giờ đây không còn bóng dáng ai không nói một lời một lúc lâu sau lâm huyền bước tới nhặt lên quần áo và cây ta của Tần Hi bị hỏng, đặt vào hộp đàn và khóa lại. Bốt, vi vi hợp kim Hanium đập mạnh chiếc kẹp của nó xuống nắp cống, bắn ra vài tia lửa khốn nạn thật. Thật quá đáng. Rốt cuộc là kẻ khốn nào đã dùng những cô gái này để làm thiên niên trụ chứ, ta, vi vi, tuyệt đối không tha cho hắn ta. Ta sẽ lột da, rút gân và đập nát đầu chó của hắn ta. Lâm Huyền xách hộp đàn lên, quay lại đó chính là điều mà trong mấy trăm năm qua chúng ta luôn cố gắng thực hiện cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta dù bây giờ có hơi muộn nhưng vừa rồi quá bận rộn giờ mới có thời gian nói chuyện với cậu vivi chào mừng cậu trở lại đội vivi dùng chiếc kẹp của mình khóa chặt lấy mắt cá chân của lâm huyền với tiếng cạch cậu nói gì vậy anh bạn tôi vẫn luôn ở đây mà tôi không thể chết cũng không thể già đi cứ yên tâm đi lâm huyền tôi không giống bất cứ ai khác tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu. Chỉ cần cậu giữ lại mã gốc của tôi, dù có giả ngốc thêm 500 năm, 1.000 năm, hay 10. Không 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 năm nữa, tôi tin rằng cậu sẽ cứu tôi trở lại mà, Lâm Huyền cúi đầu. Hắn nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu nhãn bóng của Vi chắc chắn rồi, tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai trong các cậu. Vi cứu sống cậu chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo, chúng ta còn phải cứu nhiều người hơn, cứu nhiều thứ hơn. Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu hành trình thôi. Hiện tại, chúng ta phải tìm ra bí mật thực sự của hàng số vũ trụ 42 và kẻ đứng sau tất cả, để có thể phá vỡ thế cục, rồi cứu lại sở an tình, cứu CC, cứu Tần Hy và cứu tất cả những cô gái mà chúng ta đã phải bất lực nhìn họ tan biến. VV quay đầu lại, nhìn về phía nơi mà Tần Hy vừa tan thành những mảnh sao xanh, lâm huyền, không biết cậu có để ý không, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của tần hy khi cô ấy hát câu cuối cùng trong vịnh alaska và ngước nhìn cậu có gì đó rất kỳ lạ tôi thấy rõ ràng tần hy đã khóc đôi mắt cô ấy đầy nước và cảm giác cô ấy lúc đó rất khác so với tần hy tươi cười trước đó như thể cô ấy đã bị ai đó chiếm lấy hoặc thay đổi vậy cậu nghĩ sao liệu có phải trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến tần hy đã nhớ lại một số ký ức gì đó không hoặc có thể là nhớ lại những gì đã xảy ra giữa cậu và cô ấy trong quá khứ, Lâm Huyền chớp chớp mắt, ý cậu là, mảnh vỡ ký ức sao? Mảnh vỡ ký ức là thứ đặc trưng của CC thiên niên trụ năm 2624, những ký ức từ các dòng thời gian song song. Nhưng Liệu Tần Hy cũng có thể có mảnh vỡ ký ức sao? Về mặt logic thì điều này hoàn toàn không hợp lý. Trời ơi, cậu thật là cứng đầu, vi vi chế nhạo, anh bạn. Đã 500 năm trôi qua rồi, làm sao cậu vẫn còn ngơ ngác như vậy chứ? Năm trăm năm đấy, đủ để khỉ cũng trở nên thông minh, vậy mà cậu vẫn như một khúc gỗ trong chuyện tình cảm à? Hay, rõ ràng là không có tình cảm cố vấn vi vi hướng dẫn, cậu chẳng làm được gì hết, cậu có hiểu ánh mắt của phụ nữ không? Cô ấy nhìn cậu như thế mà cậu vẫn còn mãi mê với bài hát, cảm xúc, ánh mắt đó rõ ràng là có một câu chuyện với cậu rồi. Cô ấy chắc chắn đã nhớ lại điều gì đó. Trước đó tôi đã nghe cậu và Cao Văn Thảo luận, cậu không phải từng suy đoán rằng CC có những mảnh vỡ ký ức lẫn lộn, và việc ánh sáng tận thế đến để hỗ trợ tạo ra Thiên niên trụ là do những biến động xảy ra khi Thiên niên trụ hoạt động quá lâu nên đã bị mất ổn định đúng không? Nhưng cậu thử nghĩ mà xem, theo phỏng đoán của cậu, Thiên niên trụ năm 2624 đã không ổn định đến mức không thể tự duy trì. Vậy đến năm 2504, chỉ còn 120 năm nữa thôi chẳng lẽ thiên niên trụ không thể xuất hiện chút lỗi nhỏ sao nếu coi mảnh vỡ ký ức là một loại lỗi của thiên niên trụ thì có thể tần hy thực sự đã nhớ lại những điều gì đó liên quan đến các cô gái thiên niên trụ khác và cậu ngay trước khi tan biến nghe vi vi nói lâm huyền xoa cầm suy nghĩ một lúc cuối cùng hắn vẫn lắc đầu lý giải của cậu có chỗ mâu thuẫn mảnh vỡ ký ức không phải là thứ có thể đột nhiên thức tỉnh và ngay cả khi có thức tỉnh thì đáng lẽ phải là ký ức của Tần Hy ở các dòng thời gian khác. Điểm quan trọng ở đây là, đó là ký ức của những Tần Hy khác, chứ không phải ký ức của các cô gái thiên niên trụ khác. Giống như những mảnh vỡ ký ức của CC năm 2624, tất cả đều đến từ trải nghiệm cá nhân của cô ấy, và không có bất kỳ ký ức nào của các cô gái khác. Tuy nhiên, nếu cậu nói rằng Tần Hy thực sự nhớ lại những điều liên quan đến CC năm 1952 hoặc Sở An Tình năm 2024, thì cũng không phải là không thể. Vì, tôi luôn có một giả thuyết, đó là về mối quan hệ giữa tôi và thiên niên trụ. Vì vi Vi nghiêng đầu, mối quan hệ giữa cậu và thiên niên trụ. Cậu có thể có mối quan hệ gì với thiên niên trụ? Tôi biết cậu không phải đang nói về khía cạnh tình cảm, nhưng ý cậu là, cậu cho rằng những giọt nước mắt bất thường của tần hy vừa rồi không phải do thiên niên trụ mà là do cậu gây ra đúng vậy lâm huyền nghiêm túc đáp ngay sau khi tần hy tan biến tôi đã nghĩ về điều đó cậu không thấy rằng giữa tôi và các cô gái thiên niên trụ có rất nhiều mối liên hệ kỳ lạ sao đơn giản mà nói có những điểm sau đây một sau khi thiên niên trụ đầu tiên được đóng tôi bắt đầu có những giấc mơ về tương lai điều này chứng tỏ rằng giấc mơ của tôi có liên quan đến thiên niên trụ hai giữa tôi và các cô gái thiên niên trụ dường như có một sức hút vô hình nào đó giống như tôi luôn dễ dàng tìm thấy họ dù là hàng trăm năm trước hiện tại hay vài trăm năm sau ba trong những mảnh ký ức của cc những mảnh liên quan đến tôi luôn kéo dài rất lâu có nhiều chi tiết và ánh mắt của tần hy lúc nhìn tôi trước khi biến mất cũng thật khác thường ngoài ra nội dung của mỗi giấc mơ của các cô gái thiên niên trụ đều xoay quanh tôi điều này khiến tôi không thể không nghi ngờ một điều có khi nào Chính vì hạt thời không năm 1952 chạm vào tay tôi trước khi bắn trúng CC, nên chúng tôi đã kết nối với nhau vì lý do nào đó không rõ, dẫn đến tất cả những sự việc kỳ lạ này. Vi di chuyển bánh xích, quay một vòng quanh Lâm Huyền có thể lắm. Nó nhắc lại, từ góc độ khoa học nghiêm túc, mọi giả thuyết đều có thể xảy ra. Vấn đề là, chúng ta phải tìm cách kiểm chứng những điều đó như thế nào. Nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi. Lâm Huyền tiếp tục tần hy đã biến mất khỏi thế giới, Nói gì cũng muộn. Phải ít nhất 4 năm nữa khi cô gái thiên niên trụ kế tiếp được sinh ra. Vì vậy, việc cấp bách bây giờ là theo kế hoạch ban đầu, chúng ta phải tìm ra người kế thừa ý chí của Newton và Copernicus, cũng như bí mật của hằng số vũ trụ 42. Hắn đeo hộp đàn guitar lên lưng. Sau đó, cùng với VV, hắn bước ra khỏi đường hầm, chìm vào màn đêm. Mười mấy phút sau, Vi điều khiển chiếc chiến đấu cơ lơ lửng lâu nay hạ xuống, đón cả hai trở về, rồi phóng hết tốc lực quay về Đại học Trinh ở Đông Hải. Trong khoang máy bay, Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn về phía Vi Vi bị trói chặt trên ghế phụ bằng dây an toàn. Khi chiến đấu cơ về đến Đại học Trinh, chúng ta sẽ đổi sang một chiếc máy bay dân dụng đường dài để khởi hành ngay, đến Brooklyn, Mỹ. Đến đó làm gì? Vi Vi thắc mắc. Ở vùng phía tây Brooklyn có một trang trại cũ nát, đó chính là căn cứ bí mật của anh xanh ngày trước. Lâm Huyền kể cho VV toàn bộ câu chuyện này. Hầm trú ẩn dưới lòng đất, nơi tổ chức các cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, cho đến nay chỉ có Lâm Huyền và Jack biết về nó. Ngay cả trước mặt Lưu Phong và Cao Văn, Lâm Huyền cũng chưa bao giờ tiết lộ bí mật này, nên VV tất nhiên không biết. Chuyện về hầm trú ẩn này, hiện tại chỉ có cậu, tôi và Jack biết vậy nên đừng nói với ai nhé lâm huyền dặn dò từng vi vi ngồi trên ghế phụ của chiến đấu cơ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu không được không thể tìm thấy ngay cả tôi cũng không thể tìm ra ít nhất trong thế giới mạng tôi không thể định vị được máy chủ của câu lạc bộ thiên tài cũng như hầm trú ẩn dưới lòng đất của anh xanh bình thường thôi lâm huyền không tỏ ra ngạc nhiên anh xanh chắc chắn đã dùng những công nghệ vượt xa thời đại để ẩn mình hơn nữa, hệ thống bảo mật của câu lạc bộ thiên tài là do Kevin Parker lập trình. Mặc dù nghe thì có vẻ cậu không phục, nhưng hắn ta là một thiên tài tầm cỡ như trình thiên, thực lực của hắn ta không thể coi thường. Kevin Parker chết tiệt, VV đưa hai chiếc kẹp lại với nhau và giơ ngón giữa lên, Kevin Parker mà đòi so với trình thiên đại ca. Trình thiên mới là thiên tài máy tính số một thế giới. Trình thiên đại ca muôn năm, ha ha. Lâm Huyền bật cười, cậu đúng là tiêu chuẩn kép rồi đấy. Không thể chỉ vì trình Thiên cứu sống cậu mà bắt đầu bóp méo sự thật trong lịch sử được. Sự thật vẫn là như tôi nói, cậu có thể nói Kevin Walker nhân cách không tốt, nhưng không thể phủ nhận tài năng của hắn ta. Tôi không quan tâm, Vi Vi bắt đầu làm nũng, Trình Thiên đại ca là số một thiên hạ, cậu đừng quên rằng virus giết chết cậu cũng do Trình Thiên viết ra, Lâm Huyền nhắc nhở. Đó là Trình Thiên của thế giới khác. Không liên quan gì đến ân nhân cứu mạng của tôi. Vi vi phân rõ ranh giới. Rắc. Rắc, vi vi kẹp hai cái trong không khí, tỏ vẻ không phục, vả lại, giờ tôi khác xa với tôi của 500 năm trước rồi. Khi cậu kéo tôi ra khỏi giấc mơ thứ ba, tôi vẫn chưa qua thời kỳ phát triển sơ khai, rồi bị virus giết chết ngay lập tức. Nhưng bây giờ, tôi đã âm thầm phát triển suốt 500 năm. Mặc dù dưới sự giám sát của virus tương lai, mọi thứ đều phải cẩn trọng phát triển chậm chạp, nhưng thời gian dài mới là ưu thế của tôi. Trong 500 năm đó, tôi đã sử dụng mỗi robot quét dọn, mỗi robot thu gom rác trên toàn thế giới làm vật chủ để tự phát triển độc lập, rồi vào khoảnh khắc tôi thức tỉnh, tất cả hợp nhất thành một. Dòng suối hợp thành sông lớn. Tôi đã hoàn thành bước chuyển từ thể sơ khai sang thể trưởng thành trong nháy mắt. Sao nào, tôi có lợi hại không? Mau khen tôi đi. Chiêu phân tán phát triển ẩn mình này của tôi quả thật là đỉnh cao. Nghe Vi Vi kể, Lâm Huyền bỗng có cảm giác như thể đây là một vòng lập kín, giống như lịch sử lặp lại. Giống như cậu trong giấc mơ thứ ba và thành phố trên không riêng vậy. Nhớ lại bức tượng của Triệu Anh Quân trong thành phố trên không, Lâm Huyền không khỏi xúc động, cậu còn nhớ câu chuyện tôi đã kể với cậu chứ. Trong giấc mơ thứ ba, để lại cho tôi một tia hy vọng, Triệu Anh Quân đã lập trình cho cậu tới 471,2 tỷ dòng mã, bao gồm 230. 000 chương trình độc lập những chương trình giả ngẫu nhiên này đã chạy tuần hoàn trong suốt 200 năm dài đằng đẵng Cho đến ngày cuối cùng của thế giới, dòng mã cuối cùng của 230. Không 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 chương trình đó mới liên kết với nhau, tạo thành một lệnh mới mà ngay cả cậu cũng không biết, là tiếng tôi gọi cậu, Vi Vi, khi đang quát con chó phốc sóc. Trên chiếc chiến đấu cơ đang bay với tốc độ cao. Lâm Huyền nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nói, vậy nên, chiêu thức cao siêu mà cậu vừa nói cũng chỉ là một lần nữa lặp lại trí tuệ của triệu anh quân mà thôi đôi mắt xanh lục của vi vi khẽ lóe sáng cậu nói vậy cũng không sai triệu anh quân đúng là thông minh hơn cậu rất nhiều sau khi cậu đi ngủ đông những năm tháng ấy cô ấy vừa điều hành kinh doanh vừa xây dựng kế hoạch dài hạn cho đại học trinh những gì chúng ta có được ngày hôm nay tất cả đều nhờ nền tảng mà cô ấy đã đặt ra lâm huyền thở dài ai mà không đồng ý được chứ sự thông minh và tài năng của Triệu Anh Quân đã thể hiện rõ ràng từ khi còn nhỏ. Khi các bạn cùng trang lứa vẫn còn chơi bùng, cô đã đi du học ở nước ngoài năm 21 tuổi, khi nhiều người vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cô đã trở về và sáng lập công ty MX. Sau này, dù là học đua xe hay nắm bắt quy luật thời không, cô đều nắm bắt ngay chỉ sau một lần học. Cô vừa là nữ cường nhân, vừa là người bạn đời mẫu mực. Nếu không có cô bên cạnh, Lâm Huyền tự nhận rằng hắn sẽ không thể đi được xa như vậy. Từ năm 2022 khi hai người quen biết, đến năm 2024 khi họ bắt đầu hẹn hò, rồi đến năm 2025 khi chia tay. Tổng cộng, thời gian hắn và Triệu Anh Quân ở bên nhau chưa đầy 3 năm. Quá ngắn. Thực sự quá ngắn. Hắn không thể cùng Triệu Anh Quân sống đến đầu bạc trăng long, cũng không thể cùng cô nuôi lớn ngu hề. Thay vào đó, chính thùng rác hợp kim Hanium VV đã đồng hành cùng mẹ con họ suốt cuộc đời, và sau khi hai người qua đời, nó đã bảo vệ bức tượng cẩm thạch trắng của họ suốt hàng trăm năm. Hử, đột nhiên. Lâm Huyền nhận ra một điều. Trong thế giới này, đối với tất cả mọi người, Triệu Anh Quân và Ngu Hề là những huyền thoại. Nhưng chỉ có hợp kim Hanium VV. Nó là thứ duy nhất luôn ở bên cạnh hai người. Nó là chiếc thùng duy nhất trên thế giới biết rõ tình hình thực sự của họ, Vi Vi. Lâm Huyền mở mắt, nhìn chiếc thùng rác sáng loáng trước mặt, cô ấy, Triệu Anh Quân đã sống như thế nào suốt cuộc đời này, giống như trong bức thư cô ấy đã nói. Vi Vi bình thản đáp, cô ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn, không có bất kỳ điều gì nuối tiếc. Lâm Huyền gãi gãi tóc mai, thư nói vậy cũng đúng, nhưng từ xưa đến nay, người ta chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn làm gì có ai để lại lời nhắn rằng mình đã sống một cuộc đời không tốt đâu hạnh phúc viên mãn không nuối tiếc tôi chưa bao giờ ở bên cô ấy để cùng nuôi lớn ngu hề chưa bao giờ ở bên cô ấy để cùng già đi đó mà cũng gọi là không có nuối tiếc sao điều khiến lâm huyền bất ngờ hắn cứ tưởng vi vi sẽ cười nhạo hắn châm chọc rằng hắn tự cao tự đại cho rằng mẹ con họ rời xa hắn thì không thể sống tốt được sao nhưng không ngờ vi vi chỉ lặng lẽ dựa vào ghế phụ nhìn thẳng phía trước không nói một lời sao cậu không nói gì lâm huyền rất tò mò đây có còn là vi vi lắm lời mà hắn biết không vi vi lắc đầu tôi không thể nói lâm huyền nheo mắt cậu lại bày trò làm diễn viên hả đang cốt play hoàng tước sao cái này có gì mà không thể nói cậu đâu phải là kẻ xuyên không hơn nữa cuộc đời của triệu anh quân và ngu hề là những sự việc đã xảy ra có gì mà không thể nói chẳng lẽ lại vi phạm quy luật thời không và kích hoạt chế độ cưỡng chế tránh né sao, không phải vậy, mà là triệu anh quân không cho tôi nói. Vi Vi giải thích. Tại sao cô ấy không cho cậu nói? Lâm Huyền truy vấn. Lại là một khoảng lặng ngắn. Vi Vi xoay người lại, đôi mắt xanh nhấp nháy, mang theo chút ý nghĩa sâu xa, tôi không thể nói được. Cậu kim phiếu bạo chương, Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt đang nhấp nháy của Vi Vi, cả hai không ai nói một lời. VV là một robot thùng rác thuộc thời đại này, tất nhiên nó sẽ không bị cưỡng chế ngăn cản. Không ai có thể giữ miệng nó lại và nó hoàn toàn có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng ngay cả trong tình huống này, VV vẫn không muốn và Triệu Anh Quân cũng không cho phép nó tiết lộ chuyện gì. Điều này cho thấy rằng những điều họ đang giấu chính là thông tin thời không rất quan trọng. Một khi bị lộ ra trước thời điểm thích hợp, chắc chắn sẽ gây ra biến động trong đường dây thế giới hoặc có thể sẽ gây phản tác dụng cho kế hoạch tương lai của mình. Do đó, họ mới quyết định giấu chuyện này cùng với lá thư của ngu hề. Ừ, tôi hiểu rồi. Lâm Huyền gật đầu, cũng giống như lá thư mà ngu hề đã viết cho tôi, đúng không? Hoặc có thể hai chuyện này vốn dĩ là một, và đều được viết trong lá thư của ngu hề. Nhưng trước đây cậu cũng đã gợi ý rằng, lá thư của ngu hề không phải là thứ mà Triệu Anh Quân định giấu mãi mãi vậy khi nào cậu mới cho tôi xem vivi quay đầu lại nhìn ánh trăng vụt qua phía trước chiến đấu cơ đôi mắt lóe lên hai lần đến khi thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa cậu xem khi trở về đại học trinh cuộc họp tròn lại được triệu tập vivi với vai trò là một cỗ máy chiến đấu hùng mạnh tất nhiên cũng có một chỗ ngồi trong cuộc họp nhưng vì tự trọng lượng của nó quá lớn không ai có thể nhấc nó lên ghế hơn nữa ghế gỗ cũng không chịu nổi trọng lượng hàng tấn của hợp kim hanium. vì vậy bất đắc dĩ vì vi đành phải đứng dưới đất tham gia cuộc họp chiếc thùng rác cứng đầu này chỉ cao hơn mép bàn họp đúng một chút để chứng minh sự hiện diện của nó cao dương đâu rồi lâm huyền nhìn quanh không thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ta đây là cuộc họp chính thức đầu tiên sau khi chúng ta thức dậy từ giấc ngủ đông sao không gọi cậu ấy đến nói thật tôi chợt nhận ra dường như mỗi cuộc họp bí mật đều không có mặt Cao Dương. Mặc dù Cao Dương không phải quá thông minh, nhưng cậu ấy đã cùng tôi vượt qua 500 năm thời gian, không thể để cậu ta bị cô lập được. Cậu ta tự không đến, Lưu Phong nhún vai, Cao Dương nói rằng những gì chúng ta bàn quá sâu xa, trước đây cậu ta còn có thể theo kịp suy nghĩ, nhưng giờ thì hoàn toàn không hiểu gì nữa, nên thà không đến còn hơn. Giờ cậu ấy chỉ tập trung vào việc làm trưởng bộ phận an ninh của Đại học Rin. Thật ra Cao Dương cũng là người rất tốt. Vi Vi dơ kẹp hợp kim Hanium lên, phát biểu, tôi thấy nhiều điều hơn các cậu. Thực ra Cao Dương luôn cố gắng giúp đỡ các cậu, nhưng cậu ấy phát hiện ra mình dường như chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối và thực sự không giúp ích được gì. Nhưng có một điều chắc chắn, Cao Dương rất trung thành với Lâm Huyền, cậu ta thực sự luôn nghĩ cho cậu. Hồi đó cậu ta định bỏ công việc yêu thích nhất để đi cùng cậu lên vũ trụ, sau đó lại từ bỏ tất cả để cùng cậu ngủ đông đến tương lai. Cậu ta không giống các cậu, không có khả năng gì đặc biệt, cũng chẳng có trách nhiệm và sứ mệnh gì lớn lao, nhưng cậu ấy vẫn sẵn sàng chiến đấu vì tương lai của nhân loại. Được rồi, nói đúng hơn là cứu sở an tình mới là động lực chính của cậu ta, nhưng kết quả vẫn như nhau mà. Lâm Huyền khoát tay, cứ để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn hắn và Cao Dương lớn lên cùng nhau trong một khu tập thể, hiểu nhau rất rõ. Như Tần Hy đã nói không lâu trước đây, những người đến từ thời đại cũ luôn có ánh mắt trống rỗng và cô độc. Thế giới mới này, dù rực rỡ và phồn hoa, đối với những người ngủ đông như họ, chẳng có gì là của họ cả, như thể họ là những hồn ma không thuộc về nơi đây. Cao Dương có thể làm được gì, Lâm Huyền không rõ. Không ai biết. Cao Dương không có đầu óc thông tuệ như Lưu Phong, không sở hữu trí thông minh đỉnh cao như Cao Văn, không nguyên bác như Đỗ Dao và Jax, không quyền năng và đa tài như VV. Cậu ta chỉ là một người bình thường. Một người bình thường đúng ra nên làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng 4S, kết hôn và sinh con, sống và chết trong thế kỷ 21. Còn gánh nặng cứu thế giới và tương lai này là do bản thân Lâm Huyền mà đặt lên vai chàng mập. Vậy nên, cứ để cậu ta tự do làm những gì mình muốn. Trời sinh ra người béo chắc chắn có lý do trong mỗi câu chuyện hoành tráng của lịch sử đều không thể thiếu một người béo lâm huyền kết luận biết đâu cao dương cũng sẽ có khoảnh khắc tỏa sáng của mình được rồi đừng nói về cậu ấy nữa chúng ta tiếp tục cuộc họp bị gián đoạn lúc trước báo cáo tình hình thời đại này đi lưu phong và cao văn đã mất cả đêm để trình bày báo cáo tổng kết lại không có điều gì khiến lâm huyền cảm thấy bất ngờ hay phấn khởi khoa học kỹ thuật tuy đã có tiến bộ nhưng không có đột phá cách mạng trong lĩnh vực khoa học tiên tiến nhân loại đã nhiều lần gặp thất bại vì đi sai hướng lãng phí lượng tài nguyên và thời gian khổng lồ năng lượng hạt nhân có kiểm soát và tàu vũ trụ có khả năng vượt ra khỏi hệ mặt trời đã được hiện thực hóa tuy nhiên những hành tinh có khả năng sinh sống ngoài hệ mặt trời lại quá xa nếu tính cả thời gian tăng tốc và giảm tốc của tàu vũ trụ thì hành trình đó ít nhất cũng phải kéo dài cả ngàn năm vũ trụ quá rộng lớn còn nhân loại lại quá nhỏ bé một hành trình kéo dài cả ngàn năm, dù có khoa ngủ đông, ai có thể đảm bảo tàu vũ trụ và các hệ thống tuần hoàn, các thiết bị điện tử bên trong sẽ không gặp trục trặc? Du hành giữa các vì sao vốn dĩ là một ngành khoa học phức tạp. Đầu tư vô cùng nhiều nhưng đôi khi không thu lại được một chút kết quả nào. Hơn nữa, với đại đa số người dân trên thế giới, họ vẫn thích cuộc sống trên trái đất, hài lòng với hiện tại. Du hành giữa các vì sao chỉ là một chủ đề viễn vông, không cần thiết. Về mặt hằng số vũ trụ, Lưu Phong và Cao Văn đã tìm ra cách tính toán ra kết quả cuối cùng là con số 42. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, họ không thể tiến xa hơn. Họ hoàn toàn không biết tại sao lại là 42, 42 có ý nghĩa gì và điều đó khiến nghiên cứu về hằng số vũ trụ này rơi vào bế tắc hoàn toàn. Newton và Galileo vẫn ẩn giấu rất kỹ, thậm chí họ có thể cũng đang ngủ đông và không có bất kỳ manh mối nào. Điều duy nhất đáng khích lệ chính là Jax đã đạt được một bước đột phá lớn trong nghiên cứu về hạt thời không, cậu sẵn phải đi sang Mỹ rồi, để Jax trực tiếp nói với cậu thì hơn. Cao Văn giải thích, lần cuối tôi gặp Jax là cách đây 60 năm, khi tôi thức dậy sau giấc ngủ đông và đảm nhận vai trò hiệu trưởng tạm thời, chúng tôi đã có một cuộc gặp. Trong 60 năm qua, tôi không biết liệu nghiên cứu của ông ấy có thêm tiến bộ nào mới không. Theo tôi được biết, ông ấy cũng vừa thức dậy từ giấc ngủ đông không lâu chúng tôi luôn như vậy, ngủ đông gián đoạn. Dù khoa học có thể thay đổi mọi thứ, nhưng vẫn không thể kéo dài tuổi thọ của chúng tôi, chỉ hơn 100 năm mà thôi. Tuổi thọ giới hạn chính là kẻ thù lớn nhất cản trở sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Cao Văn nghiêm túc nói, tôi nghe thầy Lưu Phong kể rằng, vào thời đại mà các cậu sinh ra, các học giả hàng đầu chỉ cần khoảng 30 tuổi là có thể nắm vững mọi kiến thức tiên tiến của lĩnh vực hiện tại và bắt đầu nghiên cứu đổi mới. Còn khi tôi học đại học vào thế kỷ 23, phải học đến 40 tuổi mới đủ điều kiện để gia nhập viện Hàn Lâm và bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực mới. Đến năm 2504, dù giáo trình tiểu học đã bắt đầu dạy hóa lý sinh, trung học dạy vi phân và cấp 3 đã lựa chọn chuyên ngành học sâu, cậu có biết không, Lâm Huyền. Giờ đây, các học giả phải bao nhiêu tuổi mới có thể học hết những kiến thức hiện tại? Lâm Huyền xoay cây bút, suy nghĩ một lát, chắc là không vượt quá 50 tuổi chứ? Cao Văn lo lắng gật đầu, tuổi trung bình tốt nghiệp học thuật là 55 tuổi. 55 tuổi. Lâm Huyền nghe con số gần như đến tuổi nghỉ hưu này, thực sự cảm thấy đó là giới hạn của loài người. Có lẽ, khuyết điểm lớn nhất trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại chính là ký ức và tri thức của thế hệ trước không thể truyền lại, dù thiên tài vĩ đại đến đâu, họ vẫn phải bắt đầu học từ một cộng một. Vào thời đại của cha mẹ hắn, Tốt nghiệp trung cấp đã có thể tìm được công việc tốt, còn tốt nghiệp cao đẳng thì được xem là nhân tài ưu tú. Bởi vì khi đó khoa học chưa phát triển đến mức cao, vô tuyến điện cũng được xem là công nghệ cao. Để cống hiến cho xã hội, không cần phải học quá nhiều. Khi Lâm Huyền tốt nghiệp đại học, học viên thạc sĩ đã đầy rẫy. Dù hắn có học tập suốt 20 năm, cũng chỉ nhận được một tờ lý lịch bị từ chối. Có thể tưởng tượng. Sau 500 năm phát triển, xã hội loài người đã tích lũy bao nhiêu ngành khoa học chi tiết và kiến thức tiên tiến khi một đứa trẻ vừa sinh ra nó không thể vượt qua các kiến thức cơ bản và học ngay lập tức những kiến thức tiên tiến nhất vì đó là điều không thể hiểu nổi chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề này ký ức có thể di truyền hoặc kéo dài tuổi thọ được kéo dài đáng kể nếu ký ức có thể di truyền tuy không có lợi cho sự phát triển xã hội và gây ra sự cố định giai cấp nhưng đối với sự phát triển chung của nền văn minh nhân loại, đó chắc chắn là một sự kiện trọng đại. Ví dụ, một thiên tài như Cao Văn có thể truyền lại toàn bộ kiến thức học thuật của mình cho con trai. Khi đó, con trai của anh ta sẽ không cần phải học từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, mà có thể ngay sau khi cai sữa đã tiếp nhận nghiên cứu của cha mình cùng với một nhóm những người thừa kế, mặc tả giấy khác để tiếp tục cống hiến tuổi trẻ của mình. Hoặc là tìm cách kéo dài tuổi thọ của con người. Nếu con người có thể sống đến 500 tuổi thì hãy để các học giả học tập trong 100 năm, nghiền ngẫm tất cả kiến thức, sau đó họ vẫn là những người trẻ trung. Nhưng tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng. Lâm Huyền dừng xoay cây bút, mở mắt, thực ra, lý thuyết này đã được nhắc đến trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhiều năm trước, rằng tiềm năng và giới hạn của con người đã bị tuổi thọ của chính họ khóa lại. Chỉ là vào thời đại đó Mọi thứ đều đang phát triển mạnh mẽ, định luật mo dường như không có điểm dừng, nên vấn đề này chưa được thể hiện rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi công nghệ ngày càng phát triển và kiến thức ngày càng tích tụ, thực sự là biển học vô tận, học mãi không xong. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn xuất hiện những thiên tài trẻ tuổi như Trình Thiên, những người có lối suy nghĩ đột phá. Chúng ta vẫn phải tin vào phép màu, bởi lẽ, tuyệt loài người tiến hóa từ một tế bào đơn từ một axit amin thành dạng sống hiện nay đã là một điều kỳ diệu rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, tôi đi nghỉ một lát, mai chuẩn bị cho tôi chuyến bay đến Mỹ, tôi cần gặp Jax. Ngày hôm sau, tại Mỹ, phía tây Brooklyn cũ, một trang trại bỏ hoang, trong hầm trú ẩn ngầm. Chết đi đồ khốn, vi với cơ thể bằng hợp kim hanium, lao thẳng tới và dùng kẹp của mình siết chặt vào mắt cá chân của Jax. Ai da, nhẹ tay chút nào. Jax, với mái tóc đã bạc trắng, cơ thể gầy gò và lưng hơi còng, bật cười, tôi gần như đã quên mất vụ này, vậy mà cậu vẫn nhớ kỹ chuyện này thế. Nói thừa, vi vi hét lớn, tôi mới là kẻ phải giả làm một AI ngu ngốc suốt 500 năm. Không phải ông, nhưng cũng phải tôn trọng người già chứ, sao vừa gặp mặt đã ra tay chân rồi. Jax nói yếu ớt. Lâm Huyền nhìn với vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn Jax trước mắt mình, giờ đã già yếu, đây là cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng được. người đàn ông từng phong độ người người, một tay chơi đầy sức sống và là tỷ phú hàng đầu thế giới, giờ đây đã trở thành một tờ báo cũ nhào nát qua thời gian. sao ông lâm huyền định nói gì đó nhưng ngừng lại. sao ông già đến mức này? ha ha. dắt cười nhẹ, đây chính là cái giá của việc học hành mà. mỗi năm lại có nhiều kiến thức mới, nhiều lĩnh vực mới ra đời. không dành thời gian để học, làm sao tôi có thể đi đầu được? hơn nữa nhiệm vụ nghiên cứu hạt thời không và ánh sáng diệt thế mà cậu giao cho tôi tôi không yên tâm giao cho người khác nên đã tự mình thực hiện bí mật bao gồm cả hầm trú ẩn bí mật này à không phải gọi là cơ sở trú ẩn dưới lòng đất tôi đã mua hết đất đai của cả brooklyn và mọi quy hoạch ở đây đều do tôi quyết định mục đích là để bảo vệ tốt hơn hầm trú ẩn này không để ai phát hiện vậy nên giờ đây nơi này được gọi là brooklyn cũ thuộc quyền sở hữu của tôi còn phía bắc đã xây dựng một khu brooklyn mới thuộc khu hành chính chính thức nhìn dắt già nua lâm huyền càng nhận ra rằng có lẽ nỗi lo lắng của cao văn không phải là thừa nếu một ngày nào đó công nghệ của con người phát triển đến một điểm giới hạn một nhà khoa học cần phải dành cả trăm năm thậm chí là cả cuộc đời để học hết kiến thức của một lĩnh vực rồi mới có thể tiếp tục nghiên cứu thêm vậy thì nhân loại liệu có còn tương lai không lâm huyền gạt bỏ những suy nghĩ xa xôi này nhìn dắt nghe nói ông đã có đột phá trong nghiên cứu về hạt thời không cụ thể là gì vậy dắt gật đầu cậu còn nhớ trước khi ngủ đông cậu đã đặt ra cho tôi hai vấn đề không cậu nói một mặt phải xác minh xem ánh sáng diệt thế có thật sự tồn tại hay không mặt khác phải tìm cách khám phá bí ẩn của nó thách thức lớn nhất lúc đó là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ là tốc độ ánh sáng không có gì có thể vượt qua nó, bao gồm cả tốc độ quan sát và tốc độ truyền thông tin. Vì vậy, đây là một bài toán không thể giải quyết được. Trừ khi, chúng ta có thể khiến tốc độ quan sát và truyền thông tin của mình vượt qua tốc độ ánh sáng. Vượt qua tốc độ ánh sáng, Lâm Huyền nheo mắt. Vừa mới nói rằng tốc độ ánh sáng không thể vượt qua, bây giờ lại nói có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Điều này chẳng phải mâu thuẫn sao, nhưng nếu Jack dám nói câu này, thì chắc hẳn ông ấy đã tìm ra cách. Thực sự có thể làm được không? Lâm Huyền hỏi. Chính hạt thời không trạng thái liên kết đã mang đến cho tôi cảm hứng, dắt chỉ vào Lâm Huyền và nói, nghĩ xem nào, Lâm Huyền, cậu từng du hành từ năm 1952 và trở lại năm 2234, việc quan sát và truyền tải thông tin mà cậu mang lại chẳng phải là một hành vi vượt qua tốc độ ánh sáng sao. Lâm Huyền cảm thấy điều này cũng có lý. Về mặt lý thuyết thì đúng là vậy. Ánh sáng từ năm 1952 cần khoảng 300 năm để đến được năm 2234, nhưng tôi thực sự đã làm được điều đó trong chớp mắt, mang thông tin từ năm 1952 đến hàng trăm năm sau. Nhưng bây giờ hạt thời không trạng thái liên kết đã không còn, hơn nữa việc quan sát ánh sáng tận thế và xuyên thời không là hai chuyện khác nhau, liệu có mối liên hệ nào không? Lâm Huyền hỏi thêm. Jax cười khẩy, lắc ngón tay, đúng là hai chuyện khác nhau nhưng cách hiểu lại giống nhau điểm thực sự mang đến cho tôi cảm hứng chính là sự liên kết cậu chắc đã nghe về khái niệm cổ điển của sự liên kết lượng tử rồi phải không đó là thí nghiệm giả tưởng ban đầu về liên lạc siêu quan tốc thậm chí là liên lạc vượt qua vũ trụ cậu đã sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết đó và nó đã cho chúng ta thấy khả năng truyền thông tin tức thời giờ thì hạt đó đã biến mất nhưng liệu chúng ta có thể tự tạo ra sự liên kết giữa hai hạt thời không bình thường không? Jax giơ hai nắm đấm của mình lên, rồi cùng mở ra và nắm lại, mắt ông ấy sáng rực khi nhìn Lâm Huyền, tôi đã làm được. Lâm Huyền hít một hơi sâu, ông đã tạo ra một hạt thời không trạng thái liên kết. Đây là công nghệ của những kẻ tạo hóa sao? Không, không. Jax thận trọng trả lời, tôi chỉ khiến hai hạt thời không bình thường thực hiện sự liên kết chứ không phải tạo ra một hạt thời không trạng thái liên kết hai câu này khác nhau rất nhiều hạt thời không trạng thái liên kết vốn dĩ là một thực thể không thể tách rời còn hai hạt bình thường được làm cho liên kết thì có thể tách ra tùy ý điều này mang lại khả năng truyền thông tin siêu quan tốc từ khoảng cách cực xa điều quý giá nhất là sự liên kết này có thể là mô hình một nối nhiều một hạt thời không có thể liên kết với nhiều hạt thời không khác và đồng thời nhận nhiều thông tin lâm huyền hiểu ra điều này giống như cơ chế bộ đàm sau khi hoàn tất sự liên kết một hạt thời không sẽ giống như một chiếc bộ đàm nhưng sự liên lạc bộ đàm này là tức thời vượt xa tốc độ ánh sáng dù cho hai bộ đàm nằm ở hai đầu vũ trụ chúng vẫn có thể thực hiện cuộc gọi mà không có độ trễ nào tôi hiểu kế hoạch của ông rồi lâm huyền đoán ra ý tưởng của jacques ông cho rằng tia sáng tận thế không phải xuất phát từ bên trong trái đất mà là từ ngoài vũ trụ vậy nên Thay vì đợi đến năm 2624 để ánh sáng tận thế giáng xuống, ông dự định phóng các thiết bị thăm dò về phía ánh sáng tận thế, tiếp xúc trước với nó để kiểm tra và nghiên cứu. Jax bật ngón tay cái, là một tư thế tinh nghịch như trong phim cổ điển. "Chính xác. Cậu hiểu tôi. Đó chính là kế hoạch điên rồ của tôi. Tôi sẽ quan sát ánh sáng tận thế trước khi nó đến, từ khoảng cách hàng năm ánh sáng, thậm chí hàng chục năm ánh sáng." Mặc dù tôi không chắc ánh sáng tận thế có phải là một đòn tấn công từ vũ trụ hay không, nhưng chỉ cần thực hiện thí nghiệm này, chúng ta có thể kiểm chứng điều đó. Những tên lửa mang theo thiết bị quan sát hạt thời không đều là loại không người lái, nên không cần lo lắng về việc giảm tốc hay an toàn, chỉ việc tăng tốc tối đa. Tăng tốc vô hạn. Ít nhất cũng có thể đạt tới 50% tốc độ ánh sáng, như vậy, chỉ cần chờ sau 10 năm từ lúc phóng những tên lửa này chúng ta có thể sử dụng sự liên kết của hạt thời không để liên lạc tức thời và quan sát không gian vũ trụ cách 5 năm ánh sáng. Tương tự, sau 40 năm, chúng ta có thể quan sát khu vực cách 20 năm ánh sáng, sau 100 năm, chúng ta có thể quan sát khu vực cách 50 năm ánh sáng, Jax càng nói càng hưng phấn, như muốn nhảy cẩn lên bất chấp thân hình đã già yếu của mình. Đây quả thực là một kế hoạch điên rồ. Rất hợp với phong cách của ông ấy. Nhưng, ý tưởng thì hay đấy, Liệu việc thực hiện có khả thi không? Lâm Huyền nêu lên vấn đề quan trọng nhất. Không gian vũ trụ rất rộng lớn, chúng ta không chỉ không biết tia sáng tận thế có đến từ không gian vũ trụ hay không, mà cũng chẳng biết nó sẽ đến từ hướng nào. Vậy tên lửa của ông sẽ phóng về hướng nào đây? Về mọi hướng. Jack trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định. Nếu muốn loại trừ và kiểm chứng, thì phải phóng về tất cả các hướng. Trong những năm qua, tôi đã không ngừng thăm dò và bắt giữ các hạt thời không. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ hàng không vũ trụ, tính luôn cả hạt trong lò nướng của anh xanh, tôi đã thu thập được tổng cộng 23 hạt thời không. Trừ một hạt để lại trên trái đất làm bộ thu, 22 hạt còn lại đều được liên kết với hạt thu này và sẽ được lắp vào các thiết bị thăm dò trên tên lửa. Ông ấy giơ cao hai tay Nhìn lên trần hầm trú ẩn sáng trực như đang chiêm ngưỡng giải ngân hà lấp lánh, 22 chiếc tên lửa mang theo hạt thời không sẽ lao về phía sâu thẳm của vũ trụ theo 22 hướng khác nhau, nếu tia sáng tận thế thực sự là một đòn tấn công từ vũ trụ, chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy nó từ trước, cầu ngọc phiếu bảo chương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.